For example, if you eat more sattvic quality food, you will be having more of sattva guna or the good characteristics in you. Ví dụ như bạn càng ăn những cái thức ăn mà nó tinh khiết, nó trong sạch thì bạn cũng sẽ hình thành nên những cái đặc tính thanh khiết và cao đẹp trong cái cá nhân, trong cái cơ thể của mình. Okay. Yes, continue please. Yes, and likewise, there is a proper process of cooking food because for Vata person, uncooked food may not be good. This is just an example. So we have to take care of which food to be cooked and to whom all it should be properly cooked. Và cái quá trình nấu ăn đúng cũng rất là quan trọng. Mình nấu ăn cho cái người như thế nào thì mình nên nấu cái gì và nấu như thế nào, nó cũng sẽ quyết định đến cái sức khỏe